từng cá nhân, các tên gọi, cơ động, báo chí nhận thức nào? Đáp báo chí. Một buổi huấn luyện trên thao trường ảo của tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm 20, Bộ Tham mưu Quân khu 2. Xong. Hệ thống mô phỏng này thì đơn vị có thể kiểm tra được thường xuyên, kiểm tra chất lượng huấn luyện của các trinh sát viên, kiểm tra trên hệ thống mô phỏng nhiều thường xuyên. Vì vậy là kết quả huấn luyện thì của đơn vị và của các tổ bộ đội sẽ được lên cao. Nó là một cái công nghệ mới, công nghệ cao, chúng tôi dần được tiếp cận nên là nó có nhiều cái làm chúng tôi rất là hứng thú. Đối với những công nghệ trang thiết bị được trang bị cho đơn vị thì đây là những trang bị công nghệ cao, hiện đại. Cũng là lần đầu tiên các trinh sát viên cũng như cán bộ chiến sĩ đơn vị được tiếp thu, tiếp cận những công nghệ cao này. Về những ưu điểm trong quá trình sử dụng thì đã khai thác được một số yếu tố về ảnh hưởng về thời tiết cũng như điều kiện thao trường của đơn vị. Hiện nay thì đơn vị chúng tôi cũng đang về cái thao trường bắn súng hiện nay cũng đang thiếu và cự ly cũng không bảo đảm. Vì đưa cái hệ thống nhà mô phỏng và nội dung bắn súng thì đơn vị đã khắc phục được về yếu tố về thao trường cũng như điều kiện thời tiết, đặc biệt trong thời tiết mưa gió không tổ chức bắn đạn thật được. Thì đơn vị đã vận dụng để tiến hành tổ chức kiểm tra bắn đạn thật. Chúng tôi đã đưa bộ đội vào để rèn luyện bản lĩnh về yếu lĩnh động tác cũng như là cái tâm lý trước khi vào bắn đại thật. Cái này là một cái nội dung rất là quan trọng, tại vì cơ bản cái nội dung là hệ thống huấn luyện mô phỏng của cấp trên đã bàn giao chúng tôi thì có hệ thống là tạo giật và tạo tiếng nổ rất là sát so với thực tế. Thì lúc này chúng tôi đưa bộ đội vào huấn luyện thì bảo đảm là sao bộ đội là cái rèn luyện được cái tâm lý là vững vàng nhất và cái nâng cao được cái khả năng để đã tiếp cận vào cái quá trình bài bắn thực tế. Thay thế sa bàn truyền thống, chiếc sa bàn 4.0 này cho phép các cán bộ chiến sĩ xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch chiến đấu kết hợp âm thanh, hình ảnh, văn bản một cách trực quan, sinh động bằng công nghệ số, giúp họ hiểu và nắm vững hơn về ý định và phương án tác chiến của người chỉ huy, phục vụ huấn luyện, diễn tập chiến thuật, diễn tập chỉ huy tham mưu. Một số nội dung như đối với về chiến thuật thì có thể tác nghiệp ở trên sa bàn cảm ứng 4.0 thì giúp cho người học có thể hình dung rõ được địa hình cũng như là các cái phạm vi vị trí bố trí của đơn vị trong quá trình tác chiến. Xuất phát từ yêu cầu ngày càng nâng cao trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hiện đại hóa các vũ khí, khí tài, trang thiết bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì những hệ thống mô phỏng như thế này là điều không thể thiếu ở các đơn vị quân đội. Với tinh thần của những chiến binh công nghệ, năm 2019, một nhóm kỹ sư của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel đã bắt tay vào thực hiện dự án thiết kế hệ thống mô phỏng huấn luyện kỹ thuật bắn súng và kỹ chiến thuật của trinh sát đặc nhiệm. Cái khó khăn lớn nhất của cái sản phẩm này là sản phẩm được thiết kế dựa trên sử dụng cho lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì nó đòi hỏi đáp ứng cái chương trình huấn luyện rất là khắt khe về độ chính xác, độ bền bỉ, tính cơ động của sản phẩm rất là cao. Thế nên là nhóm dự án đã dày công nghiên cứu và tìm hiểu các loại công nghệ mô phỏng mới nhất, tân tiến nhất trên thế giới để áp dụng cho sản phẩm như là cái công nghệ tạo giật không dây kết hợp với lại đấu phát laser, sử dụng thuật toán để lọc rung động và phát tín hiệu điểm bắn. Công nghệ về mô phỏng đạn đạo có tính toán đến tham số, gần như toàn bộ các tham số về môi trường như là nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, áp suất khí quyển. Công nghệ mô phỏng về đồ họa, các cái bối cảnh bắn, địa hình và đối tượng giúp cho học viên cảm nhận được cái
mức độ chân thực nhất trong quá trình huấn luyện. Sau hơn 3 năm, với nhiều nỗ lực vượt bậc, những chiến binh công nghệ của Trung tâm Mô hình Mô phỏng đã cho ra đời hệ thống mô phỏng huấn luyện, kỹ thuật bắn súng và hệ thống mô phỏng kỹ chiến thuật của trinh sát đặc nhiệm với nhiều ưu điểm vượt trội so với những hệ thống mô phỏng trước đây. Sản phẩm đã được nghiệm thu thành công và được cung cấp cho nhiều đơn vị trinh sát đặc nhiệm của các quân khu, binh chủng. Với sản phẩm Med3 Viettel này, thì những kỹ sư trẻ tuổi người Việt đã tự hào làm chủ 100% toàn bộ các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và các công nghệ lõi. Khi được trải nghiệm và sử dụng thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào. Tại vì đối với trong lực lượng vũ trang quân khu 2 chúng tôi thì đơn vị tiểu đoàn trinh sát 20 chúng tôi là đơn vị đầu tiên được trang bị cái sản phẩm này. Và thứ hai là tự hào hơn nữa, đó là một cái sản phẩm do chính những người trong quân đội chúng ta tạo ra. Cá nhân của tôi thì tôi cảm thấy rất là tự hào. Và vì đã có thể một phần nào đó góp công sức, kiến thức và tuổi trẻ của mình vào cái nền cái công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và giúp ích nào đó cho nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam nó phát triển và có thể tiệm cận với công nghệ của các cái nước tân tiến hiện tại trên thế giới. Với việc sở hữu ngày càng nhiều những công nghệ lõi tiên tiến của thế giới, Tập đoàn Viettel luôn khẳng định mình đã và đang là cánh chim đầu đàn, là hạt nhân để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.